đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lan Ngọc bất ngờ đánh úp khán giả, chơi sang bao nguyên rạp và phát lì xì đầu năm. Vào tối ngày 16 tháng 2, hậu Valentine, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ đến một rạp phim đang chiếu 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ và giao lưu cùng khán giả xem phim. Buổi gặp gỡ này đồng thời là món quà đầu năm mà người đẹp 9X muốn dành tặng fan hâm mộ. Ngay giây phút bước vào, khán giả không khỏi chú ý với bộ outfit khá đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung, năng động của nữ diễn viên. Ở lần đánh úp bất ngờ này, Lan Ngọc không chỉ bao cả rạp xem phim mà còn chuẩn bị hẳn 30 chiếc áo thun và 30 phong bao lì xì để phát lộc đến cho tất cả mọi người nhân dịp đầu năm. Lan Ngọc phát lì xì cho các bạn khán giả xem phim. Song trước khi phim bắt đầu, Lan Ngọc gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ rằng cô không thể tổ chức buổi xem phim sớm và mời nhiều khán giả đến tham gia vì nhiều yếu tố khách quan. Đợt trước, Ngọc có chia sẻ sẽ tổ chức những buổi xem phim ở từng miền nhưng do tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định nên rất khó để thực hiện. Ngọc cũng muốn làm ở một rạp lớn hơn nhưng cũng không chuẩn bị kịp vì thời gian khá gấp rút. Xin lỗi các bạn đã không thể tham gia được. Hy vọng trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ nhau. Chờ Ngọc gửi lời cảm ơn đến khán giả trong thời gian qua đã ủng hộ bộ ba Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương của 1990. Xin cảm ơn và tri ân tình cảm của mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian cùng xem phim thật vui vẻ. Lan Ngọc giải bày. Kết thúc buổi xem phim, mỹ nhân 9X nhiệt tình chụp ảnh riêng với từng bạn khán giả. Thế nhưng trong quá trình chụp hình, nữ diễn viên yêu cầu mọi người không được tháo khẩu trang ra vì để đảm bảo an toàn sức khỏe, một phần cũng do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và chưa ổn định thực sự. Ninh Dương Lan Ngọc giao lưu cùng người hâm mộ. Nữ diễn viên ký tên tặng fan. Có thể thấy, nữ diễn viên cánh đồng bất tận luôn được khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ yêu mến. Bởi trong showbiz Việt, hãy nhắc đến những sao Việt nổi tiếng yêu chiều fan, chắc chắn không thể không kể đến Ninh Dương Lan Ngọc. Đối với Lan Ngọc, người hâm mộ như những thành viên thân thiết trong gia đình của cô vậy. Người đẹp đặt tên hẳn cho đại gia đình của mình là Cám Con, tên FC của Ninh Dương Lan Ngọc. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật vừa qua, nữ diễn viên 9X không ngừng gửi lời tri ân và cảm ơn đến khán giả vì đã luôn ủng hộ động viên cô. Được biết, dạo gần đây, nữ chủ nhân của Ninh Dương Cung đang cùng ekip cũng thực hiện một chuỗi các vlog mang tên là Nhà Nọc Chơi để dành tặng cho người hâm mộ với mong muốn mang đến nhiều điều mới mẻ, thú vị. Ngoài ra, các khách mời xuất hiện trong từng tập của chương trình không những mang đến những câu chuyện thú vị, đầy tâm linh mà còn pha lẫn sự hài hước, vui nhộn và tràn ngập tiếng cười. Hiện tại, nữ diễn viên đang thực hiện các kế hoạch show Tết âm lịch 2022. Trong đó, bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ của đạo diễn Bảo Nhân, Nam Sito đang bước vào giai đoạn tiên kỳ. Cô cho biết khán giả sẽ tiếp tục gặp lại Miss Q ở một phiên bản gai góc hơn trong Cô Gái Từ Quá Khứ, đặc biệt là hoàn toàn khác với hình ảnh sang chảnh trước đó. Chia sẻ thêm về vai diễn lần này, Lan Ngọc cho biết đây cũng là một thử thách lớn khi nữ diễn viên phải tìm tòi và đột phá hơn nữa để khẳng định bản thân trong lòng khán giả. Nữ diễn viên sẵn sàng thử thách bản thân mình ở các vai diễn sắp tới. Mong với những tâm huyết của mình trong năm 2022, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ có thêm nhiều thành công và đột phá trên con đường nghệ thuật của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.